Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay sáng sớm đầu tuần mới set up cho anh mới hôm qua set up nên em có combo này bán mấy hôm nay rồi. Thì hôm nay mình dán lên ha. Nhìn rất là đẹp không? 1 2 3 4 5 6 combo nè. Đó. Mà giá rất là hấp dẫn luôn nha. Thì những combo này những cái mùa cuối năm thì anh em mà đang có nhu cầu thì mình có thể qua mình mua. Mình kết hợp với những cái kiềm. À, đây nè, một cái chai bôi cân, một cái chai mỡ bò nước ha. Kết hợp với cái kiềm anh em ơi mà giá có 160 ngàn thôi nha. Bình thường cho mỡ nước này anh em mua là 75 ngàn, cái kiềm bình thường mình mua là 115 ngàn, nhưng mình kết hợp với cái kiềm luôn á giá có 160 ngàn thôi, rất là rẻ ha. Đó rồi, cái combo thứ hai đó là cái combo này nè, một cái kiềm đa năng của sếp cấp bờ luôn rồi, với một cái chai bôi trơn đa năng của Truber 400 gram nha, thì ba giá có 135 ngàn thôi mấy anh em ơi, rất là rẻ. Anh em cứ nghĩ cái kiềm này là 115 ngàn đi, 115 ngàn thì anh em cộng vô có 20 ngàn nữa là có cho cái chai này, là cái bình thường cái chai này nhiều, chai này 45 ngàn, giá đang khuyến mãi anh em. Giá đang khuyến mãi là 45 ngàn, cái combo này là hấp dẫn nè, khuyến mãi chồng khuyến mãi nè. Đó, ví dụ anh em mua kiềm 115 ngàn cộng thêm 20 ngàn nữa là được cái chai bôi trơn đa năng của Truber nha. Đó, chai này thì số lượng không còn nhiều, combo này mình setup là theo cái nào còn thì còn hết thì báo hết nha. Rồi kế tiếp nữa, combo kế tiếp nữa đây 170 ngàn là chai đánh bóng kim loại mấy anh, chai đánh bóng kim loại nha. Cuối năm rồi mình mua chai đánh bóng kim loại giá 100 ngàn, nếu như bình thường anh em mua nguyên bộ combo này mua lẻ thì nó là 215 ngàn, trong khi đó bây giờ mình giảm được tới 40-45 ngàn luôn. Ủa dữ gì ta, tính ra bộ này có nhiều có 170 ngàn thôi, cái kiềm là 115 ngàn, anh em mua cái chai này không có nhiều tiền hết ha. Nói chung mua combo thì giá rẻ, bởi vì coi cái kiềm này bên cửa hàng mình về nhiều nên mình sẽ đúp combo cho anh em giá rất là tốt luôn. Combo thứ tư đó là một cái chai này là cái chai vệ sinh dầu nhớt. Chai này nó hay lắm mà nha, anh em vệ sinh dầu nhớt ô tô xe máy, rửa xe ô tô xe máy đều được luôn nha. Cuối cuối năm này mình xịt vô xe máy mình rửa, nên mà dùng cọ mình quét 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 là bảo đảm anh em hả, nhớt nha bụi bẩn mình sạch bong. Chai này mình bán rất là nhiều luôn. Và cái thứ hai nữa là cái kế tiếp nữa là anh em có thể sử dụng cho tẩy ba cái dầu mỡ dính trong gia đình này nọ, chiên xào này nọ mấy anh em ơi nha. Dùng cái chai này 1 lít luôn, mà chai này có bán có 90 ngàn thôi, nhưng khi mà kết hợp với cái kiềm này á, thì tính ra có 170 à, vậy cái kiềm này anh em có 80 ngàn, thấy không? Nó lại rẻ à. Bình thường á, anh em những cái kiềm này kiềm cạo lực của sếp copper nè mấy anh nha, cạo lực nha, kiềm cát kiềm răng cạo lực ba quên nhẹ hơn 30%, cạo lực 50-60%, xài rất là ngon đó. Combo kế tiếp nó là chai đánh bóng kim loại 1 lít, thì ở đây mình có hai cái combo đánh bóng kim loại, một cái là nửa lít nè, một cái nửa lít và một cái là một lít nè. Những anh em thích 1 lít, mấy cái này cuối năm thì mình đánh bóng này nọ ha, ở nhà mình có những vật dụng gì bằng kim loại đó, ví dụ inox nè, chrome nè, nhôm nè, đồng nè hay gì đó mình cần đánh thì mình mua. Chai lớn thì 170 ngàn, nhưng khi kết hợp với cái kiềm này giá chỉ có 240 thôi, tính ra 170 anh em mua cái kiềm này có 70 ngàn thôi mấy anh em ha, khá là rẻ đó. Thì hai combo này là nó là hai cái, một cái chai này chai nửa lít, chai này 1 lít, nửa lít thì giá là 170 ngàn combo, còn chai 1 lít thì 170 ngàn, quên là 240 ngàn nha. Rồi kế tiếp nữa, một cái bộ combo mà không thể thiếu luôn, mấy nay bán cũng nhiều, đó là một cái bộ khẩu phui da 3/8, nó gồm những cái số là 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 và 24, một cần nối dài, một cần siết tự động nha. Thì cái này là hàng chính hãng của phui da thép CRV, giá bộ này là 280 ngàn. Nếu như anh em mua cái bộ này không nè, 280 ngàn thì nó tặng cho anh em một cái đầu chuyển từ bắn vít sang đầu 3/8. Anh em lưu ý giùm nha, bộ khẩu này bộ khẩu 3/8. Nếu như anh em mua cái combo là cái bộ này với cái kìm là 330, tính ra cái bộ này 280, cái kìm này là có 50 ngàn thôi, 330 ngàn. Nhưng mà combo này thì nó không có tặng cái cây chuyển nha, không có tặng cái cây chuyển, anh em mua thêm cái cây thì mình phải mua thêm. Đó là khoảng 30 ngàn hay nhiêu đó. Còn cái bộ này còn em mua mua riêng cái này không, không mua kìm thì nó là 280, tặng kèm một cái đầu chuyển từ bắn vít sang bu lông 3/8, còn combo này là 330 nha mấy anh em, mình nhớ rõ nha, chứ mình mua combo này hỏi cái cây chuyển đâu là nó không có đâu nha, cây chuyển là phải mua mua thêm đó. Rồi setup cho anh em là 1 và 2 3 4 5 6 combo cuối năm, giá rất là hấp dẫn luôn. Và bên cửa hàng mình chuẩn bị về thêm là gì mấy anh em, về thêm nhớt mấy anh em, nhớt của ngoài kit ra ha, ngoài kit ra thì mình sẽ còn có mô tuôn
Bây giờ chuẩn bị thêm về hai cái dòng có hàng Annie nữa, Annie hàng của Ý. À, ví dụ như Motul là của Pháp nè. Ở đây mình bán nhớ cái gì có mình nói là Kit á, là của Hàn Quốc nha. Motul á, là của Pháp và Annie là của Ý. Rồi và cái gì của Đức nữa quên mất tiêu rồi. Đó và của Đức nữa mấy em của Liwi, Liwi Moly của Đức nữa. Thôi toàn là nhớ cứ giữ không à. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua nhớt thì để về để mình review cho anh em. Nhớt thì hiện tại thì cũng tùy mã, có mã mắc mắc thì ít, mã nào vừa vừa về nhiều đó thì combo này mình set up sẵn ha. Anh em nào ghé mua combo anh em lưu ý nha, combo này anh em mua đừng có sách này nói mấy nhân viên lấy cho anh em một cái kìm với một cái chai thôi, này mình dán lên để cho anh em biết là cái này giá như vậy nha, cái này giá như vậy chứ anh em mua thì lấy cái này ha, là set up thành một một giá nha, là mình tính tính tiền thôi đó. Chứ anh em đừng cái sách này đi, sách này mất công, mỗi lần làm nó cực lắm. Tại combo này bán thường xuyên luôn á. À, mỗi lần combo nó bán thường xuyên ha, mình trưng đây để cho anh em nào muốn mua mình chỉ combo đó ha, rồi mình lấy thôi. Sẽ có các bạn lấy cho anh em một cái chai này, hoặc một cái kìm này nha, một chai một kìm. Ok ha. Đó là mình đủ combo, giá rẻ lắm anh em ơi. Tính ra ví dụ như cuối năm là mình có nhu cầu mua chai này đi thì mình thêm có chút xíu tiền để mua cái kìm, tính ra cái kìm này có mấy chục ngàn nó rẻ hơn rất là nhiều chứ. Đúng không? À, rẻ hơn rất là nhiều luôn đó, rẻ hơn rất là nhiều đó, tính ra cái ví dụ cái chai này như vậy cuối năm mình có nhu cầu mua cái kìm nè thì thêm có 20 ngàn thôi được cái chai này đó, tiết kiệm thêm mấy chục ngàn đó mấy anh, để 20 ngàn đó mình mua cái khác đó, tiết kiệm cực kỳ luôn rồi đó. Trong đây thì mình hầu như mình những setup những combo này á, mình chia sẻ mấy anh em á, hầu như là cuối năm chúng ta hay xài đánh bóng kim loại có này, vệ sinh dùng nhớt cũng hay xài nè, bôi trơn đa năng cũng xài nè, mở bọ nước cũng xài nè, hoặc là bộ này cuối năm mình cần nhu cầu mình cũng cũng xài nè đó. Ok ha. Ngoài ra thì đây nè mấy anh em, chai này thì mấy nay thì mình có bán rất là nhiều luôn, đây là cái chai tẩy sơn của Vali à, tẩy sơn mấy anh em ơi, chai tẩy sơn nè, tẩy sơn cái chai này giá bèo với bèo luôn, có 67 ngàn thôi đó, anh em thấy giả man chưa à, ok ha. Và chuẩn bị về cái xà bông rửa xe 65k, xà bông rửa rửa xe 65k của Kit đó mấy anh, mấy nay hết hàng đó thì chuẩn bị về nha, sắp về rồi à, hôm nay có mình giới thiệu cho anh em luôn, xà bông rửa xe 1 lít luôn mà có 65 ngàn thôi, giá đang sale cực kỳ luôn, 1 lít có 65 ngàn, có nghĩa là cuối cuối năm này chúng ta mua xà bông vậy nó rửa xe chỗ nó thơm mà bọt rồi nó cái mùi thơm lắm mấy anh em à, 65 ngàn mà 1 lít luôn, chúng ta xài thoải mái luôn đó. Nha, còn cái chai này là chai tẩy sơn nha, cuối năm anh em nào mà có nhu cầu tẩy sơn nọ nè đó, mình tẩy à, tẩy sơn các anh em có 67 ngàn chai này thôi, chai này nặng khoảng 300 gram, trọng lượng khoảng 4 quên cái thể tích khoảng 450 ml đó, của Verli, thương hiệu này của Trung Quốc nha, hàng xuất khẩu anh em chứ không phải là hàng nội địa đâu, anh em thấy toàn là tiếng tiếng Anh không à. À, và bên hãng nó có gửi mình cái chai này mà mình chưa có review nè. À, bên cái chai này nó chai này chai tẩy, chai này đúng nội địa của Trung Quốc nè, toàn tiếng Trung không à. À thôi, bỏ qua bên đi, mình chưa có review đó. Rồi ok ha, anh em đang có nhu cầu mua combo chai này và liên hệ xuống thoại bên dưới để mua hàng nha, giá này giá tại cửa hàng chưa bao gồm với ship mấy anh em nha, combo này mình chạy xuyên suốt từ đây cho tới cuối năm luôn à, đã setup cho đến cuối năm luôn thì trừ khi nào nó hết hàng thôi, hết thì mình sẽ ngưng, ví dụ hiện tại 6 combo thì nó có đủ thì mình sẽ chạy, còn cái nào nó hết á, thì mình sẽ ngưng, đa phần hết là hết những cái chai phía sau nè, còn những cái đó những sản phẩm này là nó hết nè, chứ cái kìm thì mình còn nhiều à, kìm mình còn nhiều, anh em nào mua cái kìm thì giá là 115 ngàn một cây nha đó, giá giảm rồi đó, bình thường nó tới 135 ngàn đó mấy anh, có khuyến mãi rồi đó, 115 ngàn. Kìm này là của sếp cấp bờ à, đợt đó nó xả hàng anh em, xả hàng nó nghỉ không ấy nữa thì mình ôm được mớ ha, được mớ đó, nên chạy những combo này giá tốt ha, bình thường nó giảm cho mình rồi thì bây giờ sẽ set up với combo để tăng cái độ khuyến mãi ha, tăng cái độ hấp dẫn lên rồi. Ok, anh em nhu cầu mua liên hệ nha, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.